Từ nguồn chất thải trong chăn nuôi cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, nhiều trang trại trên địa bàn tỉnh đã đầu tư các biện pháp xử lý để trở thành nguồn phân hữu cơ tái sử dụng cho cây trồng, đem lại hiệu quả cao. Trang trại chăn nuôi bò của gia đình ông Nguyễn Công Hè ở thôn An Lạc, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ nuôi gần 80 con bò. Hàng ngày với số lượng bò lớn như vậy thì lượng chất thải rất lớn. Để giảm thiểu thất thoát và ô nhiễm môi trường, trang trại đã áp dụng biện pháp ủ phân với chế phẩm sinh học để trồng, chăm bón cho 3 mẫu cỏ làm thức ăn cho bò. Các loại chất thải được ủ hoai mục tạo ra phân bón hữu cơ hoàn toàn tự nhiên với thành phần đạm, lân và kali tương đương, giúp cây trồng phát triển nhanh hơn phân vô cơ và tiết kiệm chi phí. Việc phát triển chăn nuôi theo hướng tuần hoàn giúp chất thải được xử lý và làm nguyên liệu cho trồng trọt, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, an toàn dịch bệnh. Vì vậy, năm 2021, trang trại của ông Hè đã cho thu lãi trên 400 triệu đồng. Phân này bón cho cỏ thì tốt hơn, là thậm chí mà nó bền hơn là mình té đạm. Nó sẽ năng suất cỏ rất tốt. Bây giờ đạm rất đắt. Mình có thể tiết kiệm được mỗi một tháng khoảng vài 3-4 triệu tiền đạm. Bên cạnh đó, bằng các dự án khác nhau của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có trên 60 hộ chăn nuôi lợn, bò được hỗ trợ xử lý chất thải, trong đó có 30 máy tách ép phân. Lượng chất thải trong chăn nuôi được tách ép trở thành nguồn phân hữu cơ cho cây trồng, hạn chế sử dụng phân vô cơ, không có lợi cho đất, tạo ra sản phẩm an toàn. Ngoài lợi ích kinh tế, khi sử dụng máy ép phân còn giải quyết được vấn đề môi trường trong chăn nuôi. Về cái phân thì để phục vụ trồng trọt, thừa đâu thì phục vụ cho bà con gần đây, chỗ tình cảm thế này để cho bà con. Từ khi làm cái này rồi thì thấy dịch bệnh ở nhà tôi thì thấy an toàn. Chúng tôi đã thực hiện cái việc là hỗ trợ con giống, hỗ trợ thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, hỗ trợ các máy ép phân cho các hộ thực hiện với quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, đáp ứng các cái điều kiện về luật chăn nuôi để phát triển theo một cái mô hình tuần hoàn trong nông nghiệp. Phát triển chăn nuôi theo hướng tuần hoàn trên địa bàn tỉnh đã khẳng định được hiệu quả cao trên các lĩnh vực như kinh tế, môi trường, xã hội. Quá trình chăn nuôi theo chu trình khép kín tuần hoàn giúp chất thải được xử lý và dùng làm nguyên liệu cho trồng trọt, nuôi thủy sản, tạo ra sản phẩm an toàn chất lượng cao, giảm tối đa sự lãng phí thất thoát trong sản xuất và lượng chất thải ra môi trường và hoàn trả lại hữu cơ cho đất, thúc đẩy sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.